dẫn đi anh nói đi cái đầu tiên mà mở gì ra chứ. Chốc để cái tay chân lên nha.
vô nói vô cái 200 lấy chốn thắng kêu TD gì ạ? 250 tấn ấy, khoa chỉ cho bên nộp in đi, vệ sinh con gì thì ở mặt trong ai kia kìa. Rồi chạy qua đi, em làm nó mấy màu như sao kịp được chứ, còn không được nữa thì bên kia mới chạy qua. Cái con nó chỉ vệ sinh, con lấy đâu cồn vệ sinh kỹ, con ID là được thôi, nó báo lỗi đó. Mấy gặp coi cái hộp từ làm sẵn rồi đó, còn làm những thao tác thì chỉ đi, con lấy chạy qua. Bị lại hả? Gì bị nữa không? Hôm qua là mình làm nguyên bởi của nó đúng không? Chính nhận làm với thằng Sơn Hoa ấy. Dạ, cả buổi chiều đó anh. Một cả buổi chiều đó, đúng không? Dạ. Hôm qua bên nhà thằng nhà về đi thoải mái, 47 vô được mấy, 48 rồi, về đi thoải mái.